Girl, 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 throw it up. Start twerking like Molly. Oh yeah. Twerking like Molly. Don't pop it like Molly. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiểu sử Viên Thuật Hoàng Đế. Viên Thuật có tên tự là Công Lộ, là dòng dõi quan lại cao cấp nhà Đông Hán. Tổ năm đời của ông là Viên An, làm chức tư đồ thời Hán Chương Đế. Cụ nội là Viên Xưởng, làm chức tư không đời Hán An Đế. Ông nội là Viên Thang, làm tư đồ thời Hán Hoàng Đế. Cha là Viên Phùng, làm tư không thời Hán Linh Đế. Vì vậy, sử thường gọi nhà họ Viên bốn đời làm tam công, danh vọng rất cao. Viên Thuật có người anh khác mẹ là Viên Thiệu, làm quan trong triều Đông Hán. Trong nhà Viên Hùng, Viên Thiệu sinh trước nhưng là con A Hoàng. Viên Thuật sinh sau nhưng là con vợ chính. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến Viên Thuật coi thường Viên Thiệu. Tuy nhiên, vì Viên Thiệu lại được bác là Viên Thành nhận làm con nuôi, trở thành người thừa kế của chi trên Viên Phùng. Do đó, về ngôi thứ, theo pháp luật thì Viên Thuật là em họ Viên Thiệu, nhưng về huyết thống là em ruột. Do có danh vọng lớn, anh em Viên Thiệu và Viên Thuật cùng được cất nhắc làm quan trong triều Đông Hán. Viên Thuật được quận Nhữ Nam cử làm hiếu liêm. Sau đó, ông lần lượt giữ các chức vụ Trường Thủy Hiệu Úy, rồi Hà Nam Doãn, Hổ Bôn Trung Lang Tướng, Hậu Tướng Quân. Năm 189, Hán Linh Đế mất, Đổng Trác vào kinh đô Lạc Dương thao túng triều đình Đông Hán. Phế Hán Thiếu Đế vừa lên ngôi, lập em Thiếu Đế là Hiến Đế còn nhỏ lên ngôi. Viên Thiệu vì xung đột với Đổng Trác nên bỏ trốn. Sau đó, Viên Thiệu tập hợp chư hầu để đánh Đổng Trác, nhân danh giúp nhà Hán. Viên Thuật cũng an quân bản bộ đến hưởng ứng, cùng các chư hầu tôn Viên Thiệu là minh chủ. Khi Tôn Kiên mang quân tiến vào Lạc Dương, đã bàn giao quận Nam Dương cho Viên Thuật. Để tỏ thiện chí trở lại với Tôn Kiên, Viên Thuật tiến cử Tôn Kiên làm thứ sử Dự Châu. Nhưng trong khi Tôn Kiên mang quân truy kích Đổng Trác, thì Viên Thiệu thấy Tôn Kiên lập công lớn, mang lòng đố kỵ, lại cho người phe mình là Chu Ngang làm thứ sử Dự Châu và đánh vào căn cứ của họ Tôn ở Dương Thành. Tôn Kiên đang ở Lạc Dương không kịp về cứu. Nhưng lúc đó, Viên Thuật cũng không muốn Viên Thiệu mở rộng thế lực nên mang quân chặn đánh Chu Ngang, giúp Tôn Kiên giữ hậu phương. Vì vậy, từ đó giữa hai anh em họ Viên bắt đầu mâu thuẫn. Tôn Kiên thất vọng về việc Viên Thiệu đánh núp mình và thấy các chư hầu tan rã, bèn thôi không đánh Đổng Trác, mang quân lui về địa bàn. Vì thứ sử Kinh Châu là Vương Duệ đã bị Tôn Kiên giết chết, Đổng Trác phong Tôn Thất Lưu Biểu làm thứ sử Kinh Châu. Năm 191, Viên Thuật không muốn bị sự uy hiếp sau lưng của Lưu Biểu, bèn sai Tôn Kiên mang quân đánh Lưu Biểu. Tôn Kiên hăng hái đi đánh Lưu Biểu, vừa thắng được một trận, có ý tự mãn, bị bộ tướng của Lưu Biểu là Hoàng Tổ giết chết. Các thủ hạ của Tôn Kiên theo cháu Kiên là Tôn Bí chạy sang Nam Dương nương nhờ Viên Thuật. Lúc đó ở Tràng An, Đổng Trác đã bị Lã Bố giết, nhưng tướng cùng phe Trác là Lý Thôi và Quách Dĩ lại đuổi được Lã Bố, giữ vua Hán Hiến Đế mà nắm chính quyền. Viên Thuật sai người đến Tràng An giảng hòa với Lý Thôi. Lý Thôi nhân danh Hiến Đế phong ông làm Tả Tướng Quân, Dương Địch Hầu. Viên Thuật cử Tôn Bí làm thứ sử Dự Châu thay Tôn Kiên. Nhưng không lâu sau lại đổi làm đô úy quận Đan Dương thuộc Dương Châu. Viên Thuật để Bí đi nhận chức, nhưng giữ lại cả 2.000 quân của họ Tôn. Ông ép vợ Tôn Kiên là Ngô Thị giao nộp Ngọc Tỷ Triền Quốc của nhà Hán, truyền từ đời nhà Tần mà Tôn Kiên thu được ở Lạc Dương. Nắm Ngọc Tỷ Truyền Quốc trong tay, năm 197, Viên Thuật chính thức xưng làm Hoàng Đế, tự xưng là Trọng Gia, đóng đô ở Thọ Xuân thuộc quận Cửu Giang, lập vợ làm Hoàng Hậu, phong con trai con gái làm Hoàng Tử Công Chúa, thiết lập Trăm Quan. Thực lực của ông khi đó chỉ có 2 quận Cửu Giang và Lư Giang, nghĩa là không có đến một nửa địa bàn Dương Châu. Thế lực của ông không bằng thế lực của các chư hầu như Tào Tháo, Viên Thiệu, Lưu Biểu, mà Viên Thuật lại ở trong thế đương đầu cả cùng lúc với các chư hầu này. Năm 198, Tào Tháo diệt được Lã Bố,
vương địa bàn tới Từ Châu giáp với địa hạt của Viên Thuật. Trước mặt sau lưng đều có địch, Viên Thuật hoảng sợ. Năm 199, ông đốt cung điện Thọ Xuân chạy tới Tiềm Sơn theo thủ hạ cũ là Lôi Bạc, nhưng Lôi Bạc đóng cửa thành không đón. Viên Thuật đành chạy sang với thủ hạ cũ khác là Trần Lang, nhưng cũng bị cự tuyệt. Viên Thuật cùng đường đành làm lành với Viên Thiệu, khi đó đang hùng cứ bốn châu Thanh, U, Tinh, Ký ở Hà Bắc. Ông viết thư cho Viên Thiệu và xin nhường lại ngôi hoàng đế cho anh. Viên Thiệu chấp thuận, sai người chuẩn bị đón tiếp. Viên Thuật thu hết số quân ít ỏi còn lại, chạy lên Nghiệp Quận với Viên Thiệu. Tào Tháo sai Lưu Bị cùng Quan Vũ và Trương Phi mang hơn 1.000 quân ra đón đánh ở đường lớn Từ Châu. Viên Thuật thực lực rất yếu, bị Lưu Bị đánh bại, phải quay về. Khi tới Giang Đình, cách Thọ Xuân 80 dặm, ông kiệt sức, lâm bệnh nặng rồi thổ huyết qua đời lúc 45 tuổi. Viên Thuật làm hoàng đế tất cả trong 2 năm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Đừng quên bấm đăng ký để theo dõi những tiểu sự hay nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.